mới cập bến nha anh em, mới cập bến hai cái mẫu này, mẫu Sapphire tím và mẫu này thì em có giao lưu với anh em nhiều rồi, và một loại nữa là Slim phai xước, Zippo Slim, Zippo Mini phai xước 2022 new. Cái dòng này thì với 300 thôi, Slim 300 thôi nha anh em. Em về đợt này rất là ít nha, được 30 cây Slim và 30 cây Sapphire tím thôi nha. Anh em nhanh tay nha. Sapphire tím thì vẫn như cũ. Chạy đi full box nha anh. Này mới về bên em luôn. 300 cành nè. 300. Và đây là về một mẫu nữa là mẫu này thì về đây em giao lưu anh em nhiều rồi. Sapphire tím bút đồ bút bộ sản xuất 2022 mã Sapphire chứ không sơn nha. Này giao lưu anh em thì 399 nè, 399 new full box chưa sử dụng new toàn tập. Này là hàng mới về nha, hôm nay em về chỉ được 60 cây thôi, 30 cây tím, 30 cây xì lim thôi. Giao lưu vui lòng liên hệ mua hồ sơ nha.